Ngày 10 tháng 11, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu làm việc tại hội trường để biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, đồng thời nghe tờ trình các dự án luật và báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Với 466 trên 470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,33% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có số thu ngân sách nhà nước hơn 1.700.000 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 2.100.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước gần 400.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước GDP. Bên cạnh đó, Quốc hội cho phép chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, bao gồm vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương sang năm 2024 tiếp tục thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe tờ trình dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Các đại biểu cũng nghe tờ trình dự án luật đường bộ và tờ trình về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo luật đường bộ mới nhất vẫn giữ 6 chương nhưng giảm còn 92 điều, giảm 3 điều. Luật này chỉ còn quy định liên quan tới đầu tư quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý kinh doanh vận tải. Đối với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có 8 chương 62 điều. Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đường bộ, quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Buổi chiều, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 với 444 trên 449 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương là gần 853.000 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 848.000 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách trung ương hơn 1.200.000 tỷ đồng. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe tờ trình về dự án luật thủ đô sửa đổi. Luật gồm 7 chương 59 điều, tăng 3 chương 32 điều so với luật thủ đô 2012. Trong đó, giữ nguyên 3 điều, sửa đổi bổ sung 18 điều, quy định mới 38 điều. Dự thảo quy định về chính quyền thủ đô, trong đó về mô hình tổ chức, thực hiện mô hình không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường ở Hà Nội theo nghị quyết số 97 và bổ sung thành phố thuộc thành phố Hà Nội. Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã nghe tờ trình về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận ở tổ dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật lưu trữ sửa đổi và các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 11, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc và thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và về việc giảm thuế giá trị gia tăng.